Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Lenovo Tesla Slam trên Anime Wiki. Trước khi bắt đầu video này, tôi sẽ giải thích một chút về một số khái niệm gần đây nhé anh em. Đầu tiên là xâm la vạn tượng, đây là quyền năng có thể tra cứu thông tin về bất kỳ sự vật hiện tượng nào trên thế giới, miễn là thông tin đó công khai và không bị che giấu. Tùy thuộc vào những điều người dùng hiểu và thông tin người dùng biết, từ đó thông tin bổ sung được đưa ra. Nói cách khác, người dùng cần phải nhìn thấy sự vật hiện tượng đó ít nhất một lần. Anh em cứ hình dung nó giống với Google ấy, muốn tìm hiểu gì thì phải gõ được từ khóa của mình. Tiếp theo là quyền năng thuộc hệ thống thế giới, điển hình như thế giới cám dỗ của Diablo, thế giới ảo tưởng của Chiachon, thế giới địa ngục của Tetarosa và thế giới tuyệt diệt của Ultima. Đây là những quyền năng nằm bên trong một kỹ năng tối thượng, chúng hiếm nhưng không thật sự gọi là mạnh nhất. Nhiều anh em thấy từ thế giới rồi nghĩ nó bá đạo như những vật phẩm thế giới trong Overlord thì không đúng đâu. Đây chỉ đơn giản là các quyền năng hiếm, sức mạnh cụ thể cũng không được tác giả cung cấp nhiều. Ngoài ra, từ thế giới không có nghĩa là phạm vi ảnh hưởng của nó trên toàn thế giới đâu nhá. Chỉ là trong một khu vực nhất định thôi. Nhấn mạnh rằng không phải cứ có chữ thế giới là mạnh nhất. Ở thời điểm hiện tại của Lenovo còn rất nhiều quyền năng hiếm hơn và mạnh hơn cái thế giới này. Và việc có sở hữu quyền năng thế giới cũng không thể hiện sức mạnh của nhân vật. Chẳng hạn như Vedora và Rimuru, đâu có ai sở hữu quyền năng thuộc hệ thống thế giới phải không nào? Ngoài ra, nếu có cơ hội anh em nên đọc truyện để hiểu sâu thêm về chúng nhé. Điều thứ ba cần lưu ý đó là EP. Nhiều anh em không coi video khái niệm về EP nên đã hiểu lầm về nó. Đây chỉ là con số tham chiếu từ tổng của lượng ma tố, sức mạnh vật lý và điểm năng lượng của vũ khí. EP chỉ dùng để tham khảo và đánh giá sơ bộ về sức mạnh của một người nào đó. Vì bên cạnh lượng ma tố, sức mạnh vật lý và vũ khí thì sức mạnh của một người phụ thuộc vào độ thành thục kỹ năng và các quyền năng của skill nữa. Điều này đã được chứng minh rất nhiều, như việc Carrera với tổng EP hơn 10 triệu vẫn bị Diablo EP hơn 6 triệu xử đẹp. Hay Tessarosa với EP thua tồn tại song song của Vergrin gấp 10 lần nhưng vẫn tự tin cầm chân được bà rong. Hy vọng sau vài lời nhắn nhủ này anh em sẽ hiểu thêm về bản chất những thông tin mình tiếp cận nhé. Trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó. Sau khi kết thúc phỏng vấn các thuộc hạ, sáng hôm sau Rimuru hướng đến cuộc họp với Masayuki. Tâm trạng của chủ tịch vẫn rất lo lắng, nhưng nhờ Tessarosa nó sẽ tham gia điều hành cuộc họp nên cậu cũng thấy bình tĩnh hơn một chút. Cuộc họp lần này có mức độ ưu tiên cao nên chỉ những người được lựa chọn cẩn thận tham dự. Bên Tempest ngoài Rimuru thì sẽ có Benimaru, Rigurd, Sion, Diablo và Tessarosa. Ở phía Masayuki thì Vergrin, Minut, Kanguryo, Bonnie và Jill sẽ góp mặt. Lúc này vì chưa đến giờ họp nên chủ tịch cùng mọi người đang tập trung tại phòng chờ. Trong khi Suna phục vụ trà bánh thì Rimuru cũng phổ biến chủ trương của mình cho cả nhóm. Đầu tiên, Tempest sẽ không thống trị đế quốc. Michael và Philway vẫn chưa rõ tung tích. Kẻ chủ mưu Kondo lại bị nghi ngờ là do Michael chi phối và đã chết. Vì thế Rimuru cũng không bắt ai phải chịu trách nhiệm. Điểm lưu ý thứ hai là hiện giờ Vergrin là người có sức ảnh hưởng lớn nhất đế quốc và không có tham vọng mở rộng lãnh thổ. Thế nên Tempest sẽ tập trung vào vấn đề kết thúc, khắc phục hậu quả và tái thiết sau chiến tranh. Còn về vụ 700.000 quân lính của đế quốc, đương nhiên Rimuru sẽ không trao trả. Đây là một lực lượng lao động đắc lực, vì vậy chủ tịch sẽ tìm một người giỏi quản lý để sắp xếp công việc phù hợp cho họ. Ừ thì có thể xem là một chiến lợi phẩm đi. Khi cuộc họp nhóm dần đi đến hồi kết thì một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc xanh bồng bềnh xuất hiện và nhìn thẳng vào Rimuru. Đó chính là Vergrin. Ánh nhìn đó khiến chủ tịch dù không có dạ dày nhưng vẫn cảm thấy đau nhói ở bụng. Thực tế Rimuru lo ngại cái tính nóng nảy độc đoán, thích đấm trước nói chuyện sau của Vergrin nên mới căng thẳng như vậy. Đối diện với mấy kẻ như thế này chỉ cần nó sai một chút thôi có thể dẫn đến cả một trận chiến. Là người yêu hòa bình nên chủ tịch đương nhiên không thích điều đó. Cô muốn gặp ta à? Bằng tất cả can đảm, Rimuru lên tiếng hỏi. Cố gắng không để giọng của mình bị run. Cậu hiểu rằng trước mặt đám thuộc hạ tuyệt đối không được đánh mất phẩm giá của một lãnh đạo. Cậu có thể dành một chút thời gian cho ta được không? Cứ như vậy hai người họ có một cuộc nói chuyện riêng với nhau. À, Vedora thế nào rồi? Vergrin vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng. Sau đó trông có vẻ nhẹ nhõm khi được Rimuru xác nhận ông rồng vẫn khỏe như trâu. Nhìn thấy điều đó trái tim Rimuru đau nhói. Bởi khi được hỏi có đến gặp chị gái của mình hay không thì Vedora đã yếu ớt trả lời rằng anh ta đang rất bận. Vâng, nếu chị đi 99 bước về phía em thì em sẵn sàng đi 999 bước để rời xa chị. Nỗi sợ của Vedora đã ăn sâu vào tiềm thức và rất khó để xóa mờ nó. Rimuru cũng không thể cười vào mặt Vedora được, bởi vì chính cậu cũng có cảm giác gần như thế. Tốt nhất là cứ để ông rồng một mình vậy. Vậy cô có chuyện gì muốn nói với tôi thế? Khi nói ra điều đó, trái tim của Rimuru đập nhanh hơn vì căng thẳng. Ta muốn cảm ơn cậu. Nghe như vậy chủ tịch sững sờ, cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại được cảm ơn. Nhìn bộ dáng nhợt nhạt của Rimuru, Vergrin nói đùa rằng lẽ nào cậu đang nghĩ tôi sẽ dẫn cậu ra sau trường hả? Phía sau trường học thường là nơi mấy vụ tinh củng bí mật hoặc đánh nhau gì đấy. Trong trường hợp này thì ý của Vergrin là Rimuru sợ bị ăn đòn ấy. Lúc này Rimuru kinh ngạc hét lên rằng làm sao cô biết được điều đó? Cuộc hành trình tìm kiếm Rutora yêu quý thú vị hơn ta tưởng. Từ cách Vergrin diễn đạt, Rimuru hiểu rằng
Đó hẳn là khoảng thời gian vất vả, nhưng với niềm hy vọng tìm được Rutra, Vergreen đã tận hưởng nó. Lúc này Vergreen nói tiếp rằng để theo đuổi một người, trong nhiều năm cô đã vượt qua rất nhiều thế giới và thật thú vị khi một trong số chúng là thế giới cũ của Rimuru. Khỏi phải nói, thông tin này khiến chủ tịch không thể tin nổi. Hiện giờ Vergreen đang mặc đồng phục hoàng gia đế quốc, nhưng cậu nhớ rằng khi xuất hiện ở mê cung, cô ấy đã mặc quần jean và áo sơ mi. Chà, cảnh tượng một cô gái tóc xanh xinh đẹp trong bộ đồ như thế hạ gục kẻ địch bằng một đòn tấn công rất là ngoạn mục. Quan trọng hơn, việc Vergreen có thể đi xuyên qua thế giới cũ của cậu chứng minh rằng có cách để trở về nơi đó. Tuy nhiên, vì là một người đã chết nên Rimuru hiểu rằng quay về cũng không có nghĩa lý gì nữa. Tiếp tục suy nghĩ thêm thì chủ tịch đúng hình khi nhớ rằng Vergreen không chỉ nhảy qua các chiều không gian mà còn cả thời gian nữa. Nếu phân tích nó thì có lẽ hy vọng trở về cũng không còn là ảo tưởng. Lúc này Seo cũng lên tiếng đã bắt đầu quá trình phân tích. Rimuru cảm thấy nó thật đáng tin cậy, cậu cũng đặt nhiều kỳ vọng vào việc này. Thực tế có rất nhiều dị thế giới nhân muốn trở về thế giới cũ của họ. Nếu có thể, Rimuru muốn biến mong ước đó trở thành hiện thực. Trở về cuộc nói chuyện với Vergreen, khi được Rimuru hỏi, cô đã xác nhận rằng Masayuki chính là chuyển sinh của Rutra. Cô cũng nói thêm rằng Masa gần như chứa toàn bộ linh hồn của Rutra, sau đó lẩm bẩm rằng tất cả chỉ còn là những ký ức. Rimuru hiểu rằng Rutra đã chết rồi, và dù có là chuyển sinh của ông ta đi chăng nữa thì Masayuki vẫn là Masayuki. Đó là nỗi mất mát lớn của Vergreen, nhưng Rimuru lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Sẽ là có lỗi với bà nhiệt, nhưng đối với cậu, Masayuki vẫn không phải là Rutra. Chà, tôi không biết phải nói như thế nào. Đó là cảm xúc lúc này của Rimuru. Mừng thì thấy tội cho Vergreen, còn buồn thì lại giả tạo quá. Đáp lại điều đó, Vergreen không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hiểu được sự tò mò của Rimuru về lời cảm ơn của mình, lúc này Vergreen nói thêm rằng cô đã được trải nghiệm những điều thú vị chưa từng có trong chuyến hành trình thu thập linh hồn Rutra. Nó giống như một giấc mơ dài và ngắn vậy. Vì thế cô rất biết ơn Rimuru và một lần nữa lên tiếng cảm ơn cậu. Lùng khí chất độc đoán trước kia đã tan biến, thay vào đó là một Vergreen đang nở nụ cười rạng rỡ, mang lại cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Vì vậy Rimuru, ta thề với cậu rằng chỉ cần Masayuki không có ý định, ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của cậu, thế nên xin đừng phản bội Masayuki. Đây là một cam kết chủ tịch chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu cho rằng Vergreen đã hơi thừa khi nhắc đến vấn đề của Masayuki, đơn giản là vì cậu chẳng bao giờ phản bội lại cậu ta cả. À được rồi, tôi thề trên danh dự và những đồng đội của tôi rằng sẽ không bao giờ phản bội lại Masayuki, nhưng đôi khi sẽ có một cuộc cãi nhau hay. Khi chủ tịch còn chưa nói dứt câu thì ánh mắt của Vergreen đã trở nên lạnh lùng đáng sợ. Kết quả là Rimuru đã thề rằng sẽ cố gắng không nói dối hay chiến đấu với Masayuki trừ khi không cần thiết. Sau đó cuộc nói chuyện với Vergreen cũng kết thúc. Quay trở về phòng chờ, những lời cảm ơn của bà nhiệt đã giải tỏa tâm lý của Rimuru rất nhiều. Dù vẫn đang tự hỏi tại sao mình lại phải thề, nhưng cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm và chuẩn bị bước vào cuộc họp với tâm trạng tốt nhất. Đúng lúc này thì Vesta hoảng loạn chạy đến và nói rằng người nhà của ông ta vừa báo Gachen đang trên đường đến Thambas. Điều này khiến Rimuru bất ngờ. Lúc này chúng ta được biết thêm một thông tin thú vị về Vesta. Dù bị trục xuất khỏi vương quốc và sang Thambas kiểm điểm bản thân, nhưng Vesta vẫn giữ liên lạc với gia tộc của mình. Là cựu bộ trưởng của Dagon, Vesta cũng là một công tước, quý tộc có thứ hạng chỉ đứng sau hoàng gia, và gia tộc của ông ta rất có sức ảnh hưởng ở Dagon. Điều khiến Rimuru ngạc nhiên là sau khi Vesta bị phạt, người thay thế ông ta làm chủ hộ cũng không được nêu tên, đồng nghĩa Vesta vẫn là người đứng đầu gia tộc. Hình phạt Gachen đưa ra không bao gồm việc tước bỏ danh hiệu, mà chỉ dành riêng cho bản thân Vesta và không liên quan đến gia tộc ông ấy. Nó chứng tỏ Gachen vẫn có ý định phục chức cho Vesta trong tương lai. Rimuru đánh giá đây là một nước đi khôn ngoan. Ngoài ra, Gachen không trừng phạt Vesta quá mức là vì e sợ phản ứng từ gia tộc của ông ấy, bởi nếu nghiêm túc họ có thể bắt đầu một cuộc nội chiến ngay trong Dagon. Đó cũng là lý do vì sao sau tất cả gia tộc của Vesta vẫn yên ổn, thậm chí vẫn còn giữ liên hệ với hoàng gia và biết được thông tin Gachen đang đến Thambas. Trở lại với câu chuyện thì lúc này Rimuru thắc mắc rằng tại sao Gachen lại đến đây trong khi cậu đã nhờ Vesta hẹn ông ấy trong một ngày gần nhất. Rất tiếc, rõ ràng là bệ hạ không tin tưởng tôi rồi. Sau đó Vesta giải thích rằng từ khi đến Thambas, ông đã làm nhiều việc như đứng ra đàm phán giá thuốc, lôi kéo các dược sĩ và huy động toàn bộ nhân lực trong lãnh địa công tước của mình đến đây. Cũng vì thế dù có bị nghi ngờ đang đứng về phía Rimuru, nhưng Vesta thực lòng không có cách nào để phản bác điều đó. Dù vậy, ông vẫn luôn trung thành với Dagon và muốn cống hiến cho vương quốc này đến hơi thở cuối cùng. Rimuru hiểu rằng đây không phải là vấn đề Vesta phản bội, mà ông ta chỉ đang làm những gì mình cho là tốt nhất thôi. Bỏ qua vấn đề niềm tin của Gachen dành cho Vesta, Rimuru bắt đầu suy nghĩ cách đối phó với tình huống hiện tại. Đàm phán với đế quốc trước mặt vua Gachen là một ý kiến tồi, nhưng để ông ấy phải đợi thì thật bất lịch sự. Tuy nhiên nếu Gachen đến đây mà không báo trước thì còn bất lịch sự hơn. Lúc này Vesta cũng nói rằng đức vua Gachen không bao giờ làm như vậy mà chắc chắn sẽ dừng lại ở biên giới và yêu cầu được nhập cảnh. Như để chứng minh lời nói của Vesta thì lúc này một sứ giả bối rối lao vào phòng và thông báo rằng Gachen cùng 5 thuộc hạ đang yêu cầu nhập cảnh ở biên giới. Trong thoáng chốc Rimuru không biết phải làm thế nào, để vua Gachen vào thì cũng không được, nhưng từ chối thì cũng không xong.
Kết quả là sau khi liên lạc bằng công cụ ma pháp, dưới sự hộ tống của Sean và Diablo, chủ tịch Địch Thần ra biên giới đón tiếp Gachen để họp khẩn cấp. Bình thường nếu di chuyển bằng thiên mã thì từ Dragon đến Mado mất khoảng 1 ngày, nhưng giờ đã có các vòng tròn ma pháp nên quá trình di chuyển chỉ diễn ra trong tích tắc. Đó là lý do vì sao Gachen đến tận biên giới để gặp Rimuru. Sau khi chào hỏi vài câu theo kiểu cắt máu ăn thề, hai người dẫn nhau vào một quán cà phê ở gần đó. Để tránh làm phiền mọi người trong quán, chủ tịch tuyên bố, hôm nay tôi sẽ bao cả quán. Còn 30 phút trước khi cuộc họp với đế quốc bắt đầu, Rimuru cũng có thể dịch chuyển về Mado trong nháy mắt nên sẽ nói chuyện với Gachen đến phút cuối cùng. Trước tiên, chủ tịch lên tiếng xin lỗi về việc cử quân đi đánh nhau nhưng lại quên mất tiêu phần dọn dẹp chiến trường. Không để Rimuru nói dứt câu thì Gachen đã ngắt lời rằng hiện giờ quân lính Dragon vẫn đang làm việc hết công suất, nhưng nhờ có Tempest mà họ sống sót nên cũng chẳng ai oán hận gì đâu. Sau đó Gachen mới tiết lộ lý do ông ta đến đây là để xác nhận liệu Tempest có hợp tác với đế quốc để tấn công Dragon hay không. Rimuru không thể tin nổi điều Gachen vừa nói. Xét trên đủ lý do, không đời nào có chuyện như vậy. Tempest đã mất rất nhiều công sức để gây dựng niềm tin về phương Tây. Làm vậy khác gì tự vả vào mặt mình, để rồi chủ tịch khó chịu lên tiếng. Không nhé, làm vậy chúng tôi không chỉ mất đi người ủng hộ đáng tin cậy mà còn vác thêm một đống việc vào người nữa. Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức nào khi hỏi tôi câu hỏi như thế? Nghe như vậy, Gachen cũng bật cười nhẹ nhõm. Lúc này Top, chỉ huy đội cận vệ của Dagon lên tiếng xin lỗi Rimuru. Anh ta nói rằng chính mình là người nghĩ ra trường hợp này. Thực tế Gachen rất tin tưởng Rimuru nhưng đứng trên cương vị là đức vua. Ông phải nghĩ đến an nguy của đất nước mình và cần tính đến trường hợp xấu nhất. Gachen lo sợ nếu Tempest liên minh với đế quốc sẽ khiến Dagon gặp bất lợi. Trước tiên là mất đi nhiều tiếng nói trên phương diện ngoại giao, bởi dù thế nào họ cũng không thể chống lại được Vegrin và Vedora. Kiểu đánh không lại nên phải chịu thua thiệt khi nếu có đàm phán vấn đề gì đó. Còn nặng hơn là trong trường hợp đế quốc dẫn quân sang xâm lược Dagon, lúc đó Tempest lại phải đứng nhìn mà không làm gì được vì bị ràng buộc bởi các thỏa thuận. Mặc dù Rimuru vẫn có thể phá vỡ thỏa thuận để hỗ trợ cho Dagon, nhưng làm vậy thì lại ảnh hưởng đến danh tiếng của họ ở các nước phương Tây. Nghe đến đây, chủ tịch mới vỡ lẽ ra được nhiều thứ. Vì vậy, cậu hứa với Gachen rằng sẽ xem xét cẩn thận các điều khoản khi liên minh với đế quốc. Khi câu chuyện của họ dần đi đến hồi kết cũng là lúc Sion nhìn vào đồng hồ trên tay mình và thông báo sắp đến giờ họp. Đó là món quà từ thành quả hợp tác của Rimuru với Kaijin. Cậu làm nó như một sở thích và tặng cho Sion. Thư ký thì phải có đồng hồ chứ. Cô nàng cũng rất vui khi nhận được nó. Khi được thông báo, Rimuru cũng lập tức đứng dậy để dịch chuyển về thủ đô. Cứ như vậy, cuộc họp với đế quốc lần này sẽ có thêm sự tham gia của Gachen nữa. Bây giờ là 10 giờ sáng, mọi người đã tập trung tại phòng họp và ngồi vào một chiếc bàn hình chữ C với một chiếc màn hình chiếu được để ở khoảng trống cuối bàn. Ổn định vị trí, Rimuru mới nhìn về phía Masayuki thì thấy ánh mắt thanh niên đang đảo xung quanh. Khuôn mặt đẹp trai này đã kiệt quệ sức lực, cảm xúc thì như thể đang muốn hét lên. Tại sao tôi lại ở trong cái hoàn cảnh như thế này? Chủ tịch tự nhủ rằng, Masayuki à, cậu yên tâm, tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. Vì cảm giác gần gũi này mà Rimuru tự nghĩ sẽ giúp đỡ Masayuki nếu có bất kỳ điều gì xảy ra. Lúc này trong vai trò người điều hành, Testarossa đứng dậy phát biểu và tuyên bố bắt đầu cuộc họp. Cô cũng giải thích rằng đây là cuộc họp có mức độ ưu tiên cao và không hề tham khảo chủ trương của nhau từ trước. Thế nên chắc chắn sẽ có những ý kiến trái chiều. Vì vậy mọi người hãy cố gắng bình tĩnh lắng nghe và tránh tranh luận gay gắt. Sau đó Testa nói rõ mục tiêu cuối cùng của cuộc họp là thỏa thuận kết thúc chiến tranh giữa Tempest và đế quốc. Cùng với đó dựa trên mối quan hệ với đế quốc, một hiệp ước mới giữa Tempest và Dragon sẽ được ban hành. Kết thúc tuyên bố của mình, Testa hỏi rằng có ai phản đối gì không? Ngay khi Masayuki trông như thể đang muốn nói điều gì đó thì Vegrin đã lên tiếng trước, không có phản đối. Gachen cũng nghiêm túc gật đầu. Sau đó theo yêu cầu của Rimuru, Testa bắt đầu kể về trận chiến của Tempest với đế quốc trên phi thuyền của Rutura. Về phần chủ tịch, cậu cũng nói rằng Rutura bị chi phối bởi kỹ năng của chính mình và việc Vegrin đã bị cậu đánh bại. Ngay đến đây, Gachen đột ngột yêu cầu stop và ôm đầu nhìn sang phía Vegrin. Tôi biết điều này thật thô lỗ, nhưng liệu Vegrin-sama có tha thứ cho những gì đức vua Rimuru vừa nói không? Rimuru rất bất ngờ khi Gachen sử dụng kinh ngữ với Vegrin. Đây là điều không phù hợp với đức vua của một quốc gia vĩ đại. Sau đó cậu nhìn sang thì thấy Vegrin mỉm cười và nói rằng không sao đâu, đức vua của những người Luna. Người rất khôn ngoan và chu đáo, một vị vua tốt hơn nhiều so với Rimuru ở đằng kia. Rutura rất coi trọng ngươi và từng nhắc đến việc đưa ngươi về dưới trướng kể từ lúc ngươi trở thành kiếm thánh. Vì thế ta cũng không ghét ngươi và cũng không cần quá trang trọng đâu, cứ bình tĩnh thôi. Gachen vẫn chưa hiểu được ý của Vegrin và tiếp tục nói rằng lời nói của Rimuru sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng một trong những long chủng mạnh nhất của cô. Có nghĩa là ông ta nghĩ rằng chủ tịch đang xạo quần khi nói đã đánh bại Vegrin, một trong những long chủng mạnh nhất trên thế giới. Kết quả là Gachen cùng mọi người trong phòng đứng hình khi bà nhịt duyên dáng thừa nhận mình đã bị Rimuru đánh bại. Việc đó cũng khiến chủ tịch bất ngờ, cậu nghĩ rằng giống với Vedora, Vegrin hẳn sẽ sĩ diện mà không bao giờ thừa nhận thất bại. Khỏi phải nói về những người khác lúc này, họ mắt chữ O miệng chữ A ngơ ngác nhìn về phía Vegrin, sau đó hỗn loạn bàn tán với nhau.
Cả cận vệ hoàng gia lẫn người của Dagon và một phần thuộc hạ của Rimuru đều không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Ma vương Rimuru đã đánh bại Velgrin, một tồn tại giống như thần linh bất khả chiến bại. Thậm chí một thuộc hạ của Gachen còn ôm đầu nói rằng nếu kể chuyện này ra ngoài, người ta sẽ nghĩ cô ta bị tâm thần mất. Yên lặng ngồi lắng nghe mọi phản ứng, chủ tịch nghĩ rằng này này, đừng có thiếu tôn trọng ta như vậy chứ. Hả? Có nghĩa là Rimuru-sama đã chiến thắng Velgrin-sama. Vì vậy chúng ta sẽ có một bữa tiệc tối nay phải không? Đó là Rugert, ông ấy có vẻ luôn tìm mọi cơ hội để mở tiệc. Chà, tôi nghĩ là đại loại như vậy, đúng hơn là tôi đã xem nó. Câu nói của Benny Maru lập tức kích động đến Sion. Này này Benny, ý anh là anh đã xem ngài Rimuru chiến đấu nghiêm túc một mình á hả? Không, không phải như vậy, nhiệm vụ của tôi là xác nhận tình trạng của trận chiến mà. Vì vậy tôi chỉ xem một chút thôi. Không đợi Sion phản ứng trước lời giải thích ngượng ngùng của Benny, Diablo đã đập thẳng vào mặt Sion một cú đau điếng. Phù phù phù, ồ Sion cô không được xem hả? Rất tiếc khi nghe thấy điều đó, nhưng quả thật đáng tiếc khi mọi người không được chứng kiến trận chiến hoành tráng như vậy. Nói về đẳng cấp chọc điên người khác thì Diablo là số 1 rồi. Rimuru tự nhủ, này đừng kích động Sion mà, đừng kích động Sion mà. May mắn là Testa đã kịp thời lên tiếng chấm dứt mọi hỗn loạn. Thực tế cô cũng chết lặng trong vài phút với những gì mình vừa nghe thấy. Tuy nhiên đã nhanh trí trấn an tình hình và ra hiệu cho Rimuru tiếp tục câu chuyện. Sau đó chủ tịch tự hào kể chi tiết rằng sau khi đánh bại Velgrin và trò chuyện với cô thì phát hiện chính ý thức từ kỹ năng của Rutra. Công lý vương là kẻ đứng sau mọi chuyện. Không giấu nổi nụ cười toe toét, Rimuru định kể tiếp thì một lần nữa Gachen ngắt lời. Không muốn để mất hứng, chủ tịch nói rằng mấy cái thắc mắc để sau đi anh ơi. Dù vậy Gachen vẫn nhìn chằm chằm Rimuru và hỏi một cách nghiêm túc về thứ kỹ năng đáng sợ nào có thể chi phối được Velgrin, lại còn vụ ý thức của kỹ năng. Dứt lời ông cũng quay sang hỏi Chen rằng bà ấy đã nghe đến vụ này bao giờ chưa. Kết quả là Chen cũng đáp lại Google cũng không có cái này. Chứng kiến thái độ bình tĩnh đến tuyệt vọng của Gachen, mọi người trong phòng cũng không phản ứng gì. Velgrin thì thích thú quan sát tình huống và mỉm cười, có vẻ như chỉ cần ở bên cạnh Masayuki, bà cô này sẽ không quan tâm đến thế thái ra sao nữa. Còn Masayuki ư, thanh niên đã bỏ cái cuộc họp này từ lâu rồi, người còn đây nhưng hồn đã phiêu bạt nơi nào ấy. Giờ cậu ta đang trang nghiêm ngồi trên ghế như thể toàn bộ sự việc này không phải là của mình. Chớ trêu thay, thái độ đó lại khiến Kanguryo và những người khác hiểu lầm rằng đó là uy nghiêm của một hoàng đế. Kết quả là càng làm tăng thêm danh tiếng cho Masayuki. Trở lại với thắc mắc của Gachen, Rimuru nhận ra không chỉ riêng ông ấy tò mò mà ngay cả Benny Maru và những người khác cũng rất quan tâm. Testa thì cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách lên tiếng xoa dịu rằng những câu hỏi của Đức Vua Gachen sẽ được trả lời trong một thời điểm khác. Cô hiểu rằng có những bí mật không nên được tiết lộ. Tuy vậy, Rimuru đã ngắt lời Testa và nói rằng cậu sẽ giải thích mọi thứ. Dù sao hiện giờ chỉ có những thành viên chủ chốt của ba quốc gia ở đây nên cũng không cần lo về việc lộ bí mật, mà có lộ cũng chẳng sao. Tiết lộ về Manas cũng không có vấn đề gì, việc của Rimuru chỉ là giữ bí mật về Seo. Nghĩ như vậy, chủ tịch bắt đầu giải thích về việc Rutra kiệt sức, rồi việc kỹ năng tối thượng công lý vương của Rutra trở thành Manas, rồi nói về sức mạnh kinh khủng của nó. Khi được thắc mắc, Rimuru cũng giải thích rằng không phải lúc nào một người sở hữu kỹ năng độc nhất cũng bó tay trước kỹ năng tối thượng. Vốn dĩ sức mạnh của kỹ năng phụ thuộc vào ý chí, vì vậy dù rất hiếm nhưng ở cấp độ độc nhất vẫn có những kỹ năng đạt đến đẳng cấp tối thượng. Ngoài ra cũng có những kỹ thuật phản ánh sức mạnh của ý chí và có thể phát huy đòn tấn công đạt tới đẳng cấp tối thượng. Sau cùng, Rimuru nghĩ rằng Gachen có thể làm được những điều đó. Cậu cũng giải thích thêm, ma pháp vừa là kỹ năng vừa là kỹ thuật nên tùy thuộc vào ý chí. Người dùng có thể đánh bại những kẻ xấu quyền năng tối thượng, ví dụ như trường hợp của Diablo đánh bại Chi và Bonnie. Nghe thấy vậy, hai người họ gật đầu dứt khoát, còn Diablo thì biểu hiện như đang đê mê. Chủ tịch cũng chẳng biết tên này đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn là không phải suy nghĩ gì tốt đẹp. Vậy thì thần đoán rằng thần cũng nên có một kỹ năng tối thượng. Ồ, đó là Xion. Rimuru muốn nói rằng thức tỉnh kỹ năng tối thượng không dễ như nấu ăn đâu. Tuy nhiên cậu cảm giác rằng cô nàng này có thể làm được điều đó. À, nếu vậy thì sẽ hơi đáng sợ đấy. Nghĩ như vậy, chủ tịch cũng không comment gì thêm về vấn đề của Xion. Sau đó Rimuru tiếp tục giải thích về quyền năng chi phối thiên sứ trưởng của Michael, thứ có thể chi phối tuyệt đối những người sở hữu kỹ năng thiên sứ hệ. Đó là lý do vì sao Velgrin không thể kháng cự. Đồng thời chủ tịch cũng nói rằng có vẻ Kondo cũng bị chi phối. Thông tin này khiến các cận vệ hoàng gia trở nên náo động, họ hoàn toàn không nghĩ rằng bấy lâu nay chỉ huy của mình đang bị chi phối. Lúc này Rimuru mới tiết lộ thông tin cực sốc cho mọi người rằng mục đích của Michael là hồi sinh cho Vedanava. What the? Ngay lập tức những tiếng la hét trong phòng chồng chéo lên nhau. Khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng thì Rimuru nói tiếp rằng vì biết tất cả là do sự chi phối của Michael nên ta không có ý định để đế quốc chịu trách nhiệm. Nhưng nếu họ tiếp tục muốn gây chiến với chúng tôi trong tương lai. Không nói hết câu, Rimuru dừng lại nhìn về phía Masayuki và những người khác. Thanh niên tóc vàng hoàn toàn không có phản ứng gì, rõ ràng cậu ấy chẳng quan tâm gì đến mấy chuyện như thế này. Điều đó khiến Rimuru cảm thấy ngưỡng mộ. Kanguryo và Minut thì mỉm cười cay đắng. Họ hiểu rằng không có bất cứ lý do gì để chiến đấu và cũng chẳng có căn cứ để chiến thắng. Thế nên chiến tranh là điều vô nghĩa. Sau đó Rimuru tiếp tục tuyên bố dường như Velgrin cũng không có ý định mở rộng lãnh thổ.
Vì vậy, cậu sẽ làm hòa với cô ấy và tìm kiếm một lãnh đạo mới để thay thế Michael. Mục đích của cuộc họp hôm nay cũng chỉ có như thế. Lúc này được lệnh của Vergreen, Minot tuyên bố rằng đế quốc đã mất tới 2/3 lực lượng trong cuộc chiến vừa rồi. Thế nên họ sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện và yêu cầu sự chấp thuận của Dagon cùng Tempest cho một vị hoàng đế mới. Cứ như thế, dưới sự đồng ý của Rimuru và Gachen, cuộc họp dần đi đến thống nhất sẽ hỗ trợ Masayuki trở thành hoàng đế của đế quốc. Và cuộc đàm phán chính thức đi vào nội dung chính. Chà, chỉ riêng khúc dạo đầu của buổi họp đã ngốn cờ mờ nó cái video rồi nghe mạ. Cảm ơn em đã lắng nghe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau.